Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại xem video của em. Đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn nóng điều hòa của xe Mazda 3 2015 đến 2017 anh em nhé. Dòng sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu là dòng sản phẩm của công ty Paco Thái Lan. Chất liệu để sản xuất dàn là 100% hợp kim nhôm cao cấp anh em nhé. Đây, với cái đời này thì nó sẽ có 4 tai gài vào chỗ giá đỡ, dàn nóng và két nước này. Hai đầu phía trên chính là hai cái mặt bích ra, mặt bích vào. Đời này thì chưa lên đời cao hẳn, đâm ra là nó vẫn sử dụng là phin nhôm anh em nhé. Phin nhôm bắt vào dàn. Và cái mã sản phẩm của nó là... anh em chờ em một chút. Đổ quá, đâm ra là... PL5771. Anh em cảm ơn anh em đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333 để được hỗ trợ tư vấn về sản phẩm. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.